Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và cũng một thời gian khá rồi mình mới có cơ hội để quay trở lại với podcast này và tiếp tục nói về những cái topic hay ho của thị trường. Và đồng hành với mình ngày hôm nay cũng là một gương mặt rất là quen thuộc với mọi người thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em, xin chào Phong. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và dù là cái tập này lên sóng ở cái thời điểm là chúng ta đang có dịp nghỉ lễ, chúng ta có thời gian để đi đây đi đó, nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, thì hy vọng là cái podcast tuần này nó sẽ là một cái nội dung mà anh em có thể nghe khi mà đi trên những cái... trên xe du lịch hả? Trên du lịch cùng gia đình hả? Yeah, thì có thể trên những cái chặng đường đi nó hơi xa xôi một xíu thì có thể cái nội dung này nó sẽ đồng hành cùng với anh em. Mặc dù là bọn mình biết là cái nội dung về tài chính, về công nghệ mà đi du lịch mà nghe thì nó cũng hơi căng đó. Nhưng mà thôi thì không biết như thế nào, thì có thể maybe chúng ta sẽ cố gắng làm cho cái nội dung hôm nay nó enjoy nhất có thể. Và yeah. Và thực ra thì đúng là cũng phải cố gắng làm cho enjoy nhất có thể. Khi mà các bạn nghe một lúc nữa, các bạn sẽ biết là cái nội dung của cái podcast ngày hôm nay nó sẽ khá là am hiểu phân tích. Nhưng mà quay trở lại chủ đề chính thì cách đây một thời gian khá là lâu rồi, chắc là phải hơn một năm trước, thì bọn mình đã cùng mình với Nguyên đã từng ngồi xuống và chia sẻ với nhau về con sóng Layer 2 và bọn mình gọi đó là tương lai của Ethereum. Thì đâu đấy thời cuộc xoay vòng, thì một thời gian sau đến tận thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta đã có một cái nhìn khá là rõ ràng về những cái vision từ thời điểm đấy. Và khi mà làn sóng này ở hai nở rộ như hiện tại á, thì đâu đấy bắt đầu có những cái thảo luận về what next, là cái gì sẽ đến tiếp theo sau layer 2. Và như một con người biết tập đếm bình thường thì chúng ta sẽ gần đây sẽ có một cái khái niệm là layer 3. Nhưng mà trước khi đào sâu vào thì chắc là mình sẽ phải nhờ Nguyên giới thiệu lại về cái khái niệm này với mọi người. Thực ra thì cái khái niệm layer 3 này nó Mon Man xuất hiện từ năm 2022, đầu năm 2022, và cũng được Vitalik đề cập trong một cái bài blog của mình. Thì hiểu nôm na thôi, tức là anh dễ hình dung thôi, là layer 3 nó build đè ở trên layer 2. Thì cái đó là cái hiểu dễ dàng nhất. Còn nếu như mà đứng ở cái khía cạnh mà soi về chi tiết một xíu á, thì chúng ta thấy là về cơ bản thì cái layer 3 này nó là một cái câu chuyện phát triển thêm của cái thesis mà người ta cũng nói rất là nhiều thời gian trước, đó là cái app chain. Thì bây giờ mọi người có một cái hiểu năm nay là có một cái layer 1 ở dưới, và nó sẽ đảm nhiệm cái chức năng là đảm bảo cái tính phi tập trung, cái tính không thể thay đổi của mạng lưới, không ai có thể toàn quyền thay đổi cái lịch sử ở dưới layer 1. Thì cái layer 1 nó sẽ đảm nhiệm cái vai trò đó. Còn lên cái layer 2 á, thì nó sẽ đảm nhiệm cái chức năng là tăng cái tốc độ giao dịch, tăng cái scalability lên. Còn khi mà lên tới layer 3 á, thì nó sẽ, cái từ mà người ta dùng cho layer 3 và phổ biến nhất nó là cái từ customize, tức là tùy biến, tùy chỉnh. Thì khi mà mọi người đã có một cái nền tảng là sự phi tập trung ở cái layer 1, một cái khả năng tăng cái tốc độ giao dịch ở layer 2, thì mọi người sẽ cần những cái tùy chỉnh nó phù hợp với từng cái chức năng của mỗi dự án. Thì đây là cái mà layer 3 họ hướng tới để giải quyết. Thì đó, như mình có nói hồi nãy, thì layer 3 nó về cơ bản nó cũng là một cái câu chuyện phát triển thêm của cái thesis app chain trong thời gian trước. Yeah. Và thực ra thì để mà nói dễ hiểu hơn á, là nó để giải toán cái bài toán giải quyết cái bài toán scalability của blockchain. Tức là mọi người cứ hình dung là khi mà một cái ứng dụng á, nó được xây dựng trên blockchain, thì đến một mức nào đấy á, thì nó sẽ cần một yêu cầu cao hơn về công suất và tốc độ từ cái blockchain nền tảng. Thì đến cái lúc đấy á, thì người ta bắt buộc phải xây dựng những cái công nghệ mà nó không có sẵn ở trên cái blockchain mà nó build trên. Nhưng mà câu chuyện là gì? Khi mà nghe đến đây á, chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là tại sao layer 2 sinh ra để giải quyết cái bài toán scalability rồi, nhưng mà bây giờ lại có một cái layer nữa để giải quyết cái đấy, thì có phải là nó bị dẫm chân nhau không, hay là
Nó có phải là về bản chất nó cũng giống layer 2 không? Thực ra thì ở layer 2 á, mọi người sẽ thấy là có một cái điểm nghẽn, đó là cái phần lớn cái chi phí, cái phí giao dịch nó không được capture lại cho một cái dự án nào đó build ở trên cái layer 2 đó. Mình lấy ví dụ là các dự án ví dụ như AMM chẳng hạn, hoặc là lending, hoặc là các cái sản phẩm phái sinh, khi mà họ build trên layer 2 về cơ bản nó không có khác mấy so với layer 1. Nếu như mà họ build cái dự án ở trên layer 1 thì cái phí giao dịch vẫn sẽ phải trả bằng Ethereum chẳng hạn. Đó thì họ chỉ có thay đổi một xíu là trong mỗi giao dịch thì nó được giảm thiểu cái chi phí xuống thôi, chứ về cơ bản là nó không thể capture lại được cái phí giao dịch đó cho mỗi cái dự án, thì họ mới xây dựng thêm cái layer 3. Ngoài ra thì ở trên cái layer 3 như mình có đề cập hồi nãy, đó là một cái khái niệm là customize, tức là bây giờ tôi cần một cái giải pháp gì đó, nó cái nhu cầu nó, cái cường độ giao dịch nó sẽ cao hơn chẳng hạn, thì đây là cái customize, cái nhu cầu nó được customize cho một cái dự án có cái cường độ là giao dịch cao. Ví dụ như là một cái sàn giao dịch phái sinh chẳng hạn, thì nếu như mà cái tốc độ nó chậm như ở dưới layer 1, layer 2 thì nó hoàn toàn không thể. Chúng ta thấy cái sổ lệnh ở trên Binance ví dụ như vậy đi, thì chúng ta thấy cái sổ lệnh nó nhảy liên tục và từng mili giây. Các cái đơn vị làm tạo lập thị trường thì họ thực hiện những cái giao dịch nó gần như là mili giây luôn, thì những cái nhu cầu đó nó sẽ cần phải được ưu tiên hơn. Đó thì những cái nhu cầu đó sẽ được ưu tiên hơn, và những cái ví dụ như là đảm bảo sự phi tập trung và cái minh bạch thì nó sẽ để lại cho những cái layer ở dưới. Hoặc là mình có thể lấy một cái ví dụ khác đi, là cũng trong tuần vừa rồi ha, thì chúng ta thấy là có một cái giải pháp của mạng xã hội phi tập trung là Lens Protocol, thì họ cũng giới thiệu một cái mình tạm gọi là một cái layer 3, nó tên là ban đầu thì họ đặt cái tên là Bonsai, nhưng mà sau mình không hiểu tại sao mà họ lấy cái tên là Momoka. Đó thì cái sự thay đổi tên này nó cũng hơi không biết là cái mục đích của họ là gì, nhưng mà ok, back lại cái câu chuyện là sản phẩm của họ, thì cái layer 3 này nó sẽ tập trung vào việc là làm sao để ưu tiên cái lưu trữ dữ liệu sao cho nó tối ưu hơn. Tại vì chúng ta biết là với một cái mạng xã hội thì ngoài cái request, cái yêu cầu nó phải lớn thì nó mới mở rộng cái mạng lưới, nó nhanh được cái mạng lưới, cái tập người dùng nó mới nhanh được. Thì ngoài cái yếu tố đó thì cái lượng lưu trữ data nó sẽ phải rất là được chú trọng. Thì đó là những cái customize, tiếng Việt mình dùng từ gì nhỉ? Cái gọi là tùy chỉnh, những cái tùy chỉnh như vậy thì đó là của những cái nhu cầu mà layer 3 nó có thể xử lý được trong tương lai. Nhưng mà khi mà nghe về những cái chia sẻ về layer 3 như vậy á, kể cả mình đọc ok, chấp nhận là tất cả những gì chúng ta nói là đang ở mặt concept thôi, là những cái ý tưởng thôi. Nhưng mà mình vẫn đang nghĩ là có phải chúng ta đang tự tạo ra một bài toán xong rồi tự giải nó không? Tại vì ok, cái câu hỏi dễ hiểu hơn của cái câu hỏi này là ai sẽ là người dùng những cái technology stack này. Tại vì ví dụ như là một mạng xã hội nhá, họ sẽ có layer 3 để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nhưng mà nó phải on-chain và cái data của nó phải ở trên blockchain. Nhưng mà những cái thứ đấy á, từ phía người dùng, từ phía resale user, thực sự mà nói á, nó có impact lớn đến mức đấy không? Người ta có nhận ra được sự khác biệt của một dự án build trên layer 3 và một cái dự án mà một nửa là blockchain không? Thực ra thì cái câu chuyện này nó cũng gần như là con gà và quả trứng á, tức là chúng ta hay nói là bây giờ blockchain nó tốc độ nó xử lý chậm, thì người dùng họ tới nó không nhiều, họ không ưu tiên sử dụng cái sản phẩm đó tại vì cái tốc độ nó chậm. Nhưng mà nếu như mà mình lật ngược lại cái vấn đề thì sao? Mình nói là vì không có người dùng nên là cái nhu cầu để xử lý cái giao dịch nó cũng không quá là cao. Đó thì nó là một cái, tức là nó là một cái bài toán con gà quả trứng, không biết là nhu cầu có trước hay là cái giải pháp nó sẽ có trước hay là đó kiểu như vậy. Thì tại vì phải có
cái nhu cầu của người dùng thật là lớn thì dự án họ mới ok, họ mới dồn sức vào họ build những cái giải pháp nó có tốc độ xử lý cao đúng không, có cái trần xử lý request nó cao, thì đây là một cái bài toán nó khá là phức tạp như vậy. Về phía người dùng á, thì mình nghĩ là hiện tại rất ít người sử dụng những cái mạng lưới, cái ứng dụng, cái dApp mà nó giống web 2 nhưng mà ở trên không gian của blockchain. Thì đây là một cái mình nghĩ là nó nằm ở hai yếu tố, một là cái tốc độ xử lý đó, thì cái thứ hai là cái incentive của người ta, tức là khi mà người ta dùng một cái sản phẩm ở trên web 2 á, người ta thấy cũng ok, nhưng mà khi mà kêu người ta move sang web 3 thì cái động lực đó nó không nhiều. Thì khi mà chúng ta giải quyết được cái bài toán là incentive cho người dùng như thế nào để người ta có thể có cái động lực dịch chuyển sang cái không gian web 3, thì lúc đó cái nhu cầu này sẽ bắt đầu dần nâng lên, tức là người dùng sẽ nhiều lên. Rồi sau đó khi mà người dùng nhiều lên thì bắt đầu giải pháp nó bắt đầu chạm tới cái ngưỡng limit của nó, cái mức ngưỡng giới hạn của nó, thì bắt đầu dự án họ bắt đầu nghĩ ra những cái cách để tăng cái tốc độ xử lý lên và xoay vòng cái vòng lặp đó lên. Thì lúc đó cái nhu cầu nó sẽ về sau nó sẽ càng nhiều hơn, và lúc đó thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề là thực ra thì người dùng họ cũng cần những cái on-chain đó, những cái phi tập trung đó, và họ sẽ cảm nhận được là cái này nó có một cái trải nghiệm khác với lại cái web 2, chứ không hẳn là chúng ta bảo là ok bây giờ cái web 3 này nó cũng bình thường, cái mạng xã hội web 3 này cũng bình thường, nó không có gì mới, nhưng mà rồi người dùng không xài thì các giải pháp họ cũng không có động lực để tăng cái tốc độ xử lý lên, thì mãi mãi chúng ta sẽ bị stuck lại ở cái ngưỡng hiện tại, và chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nhưng nó kiểu nó cũng không khác mấy gì cái web 2 á. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái vấn đề này. Nhưng mà thực ra từ những cái chia sẻ của Nguyên á, cũng như là từ một cái bài blog của Vitalik với Buterin là founder của Ethereum, thì ông có list ra những cái ba cái vision của layer 3, là một là layer 2 là cho scaling, layer 3 là for customize function, là những cái tính năng tùy chỉnh. Rồi ở dưới lại là, nói chung là mình sẽ không đọc chi tiết ra tại vì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết, nhưng mà có những cái keyword á mà Vitalik viết ra là layer 3 thì sẽ cho customize cho weakly trusted scaling, là bạn sẽ phải dựa vào một bên khác để validate cái thông tin của bạn. Thì Nguyên có biết là cái gì trong đầu mình khi mà mình đọc những cái này không, là nó là một cái khách hàng, biết đâu nhá, mình chưa đọc một cái idea nào viết như này hoặc là nó bị out radar của mình, nhưng mà những người mà sẽ cần layer 3 nhiều nhất á, không phải là người dùng phổ thông mà là doanh nghiệp. Chỉ có doanh nghiệp với họ mới có nhu cầu để customize những cái đấy thôi. Nhưng mà nó lại quay trở lại câu chuyện là có phải đi lại vào cái lối mòn của các blockchain từng làm cho doanh nghiệp không? Ví dụ như là Ripple. Ripple ngày xưa nó nổi nhất là cho blockchain, cho mạng lưới thanh toán ngân hàng của nó. Thì có layer 3 có đi vào cái con đường đấy không? Dần dần nó sẽ đi trở thành cái blockchain cho doanh nghiệp không? Thực ra thì nếu như mà chúng ta nói về khía cạnh công nghệ không á, thì với crypto nó không hoàn chỉnh, nó không đầy đủ. Bởi vì chúng ta biết là crypto nó là một cái sự tổng hòa giữa công nghệ và rất nhiều các yếu tố khác. Và một cái yếu tố rất là quan trọng mà nhiều anh em đến với crypto nó là cái mảng tài chính. Thì về cơ bản á, là nếu như một dự án họ chỉ xây dựng một cái sản phẩm mà nó chú trọng quá nhiều đến vấn đề kỹ thuật và làm sao để tạo ra một cái giải pháp công nghệ nghe nó ngầu á, thì họ sẽ rất khó để có thể thu hút được người dùng. Bởi vì như mình có nói hồi nãy, nếu như một cái mạng xã hội web 3 nó có một cái incentive gì đó, và cụ thể ở đây là một cái incentive về mặt tài chính, thì lúc đó người dùng họ mới ok, tôi sẽ thử, tại vì có tiền mà, có incentive mà. Thì với cái layer 3 này cũng vậy, thì ví dụ như là gần đây nổi nhất là có Optimism và Arbitrum đúng không, thì họ sẽ có những cái bộ công cụ ví dụ như là OBStack hoặc là cái Orbit của Arbitrum. Thì Base họ cũng là một cái, về cơ bản như Phong nói, nó là một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp, và họ cần cái giải pháp OBStack của Optimism. Thì nếu như mà họ chỉ dừng lại ở cái khía cạnh là tôi sử dụng cái bộ công cụ này để xây dựng một cái giải pháp về kỹ thuật và dừng lại ở đó, thì giống như Phong nói, có thể nó sẽ maybe nó quay về cái cách tiếp cận của Ripple chẳng hạn đó, thì nó vẫn sẽ bị centralized rồi các thứ bla 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 đó. Thì
Nhưng mà đây là một cái game nó tổng hòa nhiều yếu tố, và nếu như mà Base họ có thể nghĩ ra được nhiều cái cách để thu hút về mặt tài chính nè, rồi thứ hai là họ có những cái mảnh ghép về mặt business, về mặt công cụ, gọi là những cái mảnh ghép ở trong một cái hệ sinh thái, một cái hệ sinh thái về mặt kinh doanh á, những cái business model nó bổ trợ cho nhau á, thì đây sẽ là những cái thứ mà người dùng cần quan tâm đó. Thì đây mới là những cái thứ mà người dùng cần quan tâm nhiều hơn. Trở lại với lại cái câu hỏi hồi nãy đi, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến với những giải pháp mà họ tổng hòa được những cái yếu tố như vậy, thay vì chỉ nghĩ đến cái layer 3 này như là một cái giải pháp kỹ thuật. Bởi vì nếu như mà theo như cái bài blog của Vitalik mà nãy Phong chia sẻ thì tất nhiên nó sẽ không thể lật ra khỏi cái phạm vi tam đề của blockchain được. Tại vì xử lý cái này thì nó sẽ hụt mất cái kia. Thì nếu mà nó cứ đi theo những cái cách xử lý cũ thì nó sẽ không thể giải quyết được những cái vấn đề hiện tại, đúng không? Nhưng mà lại một cái vấn đề nữa, lại quay trở lại câu chuyện là customize cho những cái nhu cầu cụ thể. Thì trong blockchain đó, có một cái từ là interoperable, là khả năng tương tác giữa các blockchain với nhau. Thì nó lại quay trở lại câu chuyện mà bọn mình nói cách đây chắc khoảng tháng rồi. Thì nó là câu chuyện phân mảnh của blockchain. Thì cái layer 3 này nó có giải quyết được cái thứ nhất là phân mảnh về liquidity, phân mảnh về thanh khoản, cũng như là về user. Thì ví dụ như mà những cái dự án build trên những cái layer 3 khác nhau thì cái khả năng tương tác giữa bọn nó như thế nào, và giữa các cái layer 1, những cái blockchain công cộng khác nhau, public blockchain đó, thì nó khả năng tương tác của những cái app mà build trên đấy thì nó có giải quyết được, hay là đã có một ai raise lên cái concern này chưa? Thực ra thì giống như cái tập mà bọn mình nói về lần đầu nói về layer 2 á, thì cái layer 3 này ở thời điểm hiện tại khi mà nói về cái giải pháp này thì nó cũng tương tự như cái thời điểm mà tập 20-22 vậy đó, bọn mình nói về layer 2, tức là những cái thông tin về chi tiết cách mà sản phẩm nó xây dựng như thế nào thì nó vẫn còn đang rất là mập mờ. Họ hiện tại chỉ đang gọi là giới thiệu cái tên cái dự án của mình thôi, chứ còn về chi tiết sản phẩm nó như thế nào và cái phiên bản test nó như thế nào và người dùng có thể nhảy vào sử dụng sản phẩm nó như thế nào thì chúng ta chưa có đủ dữ kiện về vấn đề đó. Từ góc nhìn của cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu như mà theo cái đà này á, thì các cái giải pháp layer 3 về bản chất nó cũng sẽ tiếp tục bị phân mảnh như vậy. Tuy nhiên nếu mà nói như vậy á, không phải là chúng ta gọi là xếp xó cái từ khóa này, bởi vì thực ra nó không phải ngẫu nhiên đâu mà bọn mình nói về layer 3 đâu. Tại vì cái từ khóa này nó được tự nhiên nó được đề cập khá là nhiều thời gian gần đây, thì bọn mình cũng gọi là thấy nó nhiều thì bọn mình ok, bọn mình quan sát thấy cái điều đó thì bọn mình ghi chú lại những cái dòng như vậy. Thì cái này là một cái mình nghĩ là một cái cách tiếp cận mà phù hợp, và chúng ta cần theo dõi những cái điều đó, những cái động thái, những cái dịch chuyển đó, thay vì chúng ta bảo là cái này nó cũng sẽ là một cái, tại vì nếu mà lướt Twitter nha, nên em thấy là cái joke về layer 3 nó sẽ rất là nhiều, tức là chúng ta có layer 1, layer 2 đúng không, xong rồi layer 3, xong rồi người ta joke là sau này có người ta đùa với nhau sau này có layer 4, layer 5, layer 6 các thứ, thì nó lại tiếp tục đi về cái con đường cũ. Nhưng mà thực ra chúng ta ok, nhiều khả năng thì nó sẽ vẫn phân mảnh thôi, nhưng chúng ta nên dành thời gian theo dõi những cái động thái của các dự án chẳng hạn, thì có thể chúng ta sẽ nhìn nhận được những cái maybe là cơ hội. Mình có thể liệt kê ra một vài cái tên để anh em theo dõi, có thể gọi là tiện follow các dự án nếu mà có cập nhật gì ha. Thì ví dụ như ZK Sync chẳng hạn, thì cách đây vài tháng họ ra một cái giải pháp gọi là layer 3, thì là tên là Pathfinder. Rồi Stacknet thì họ gọi luôn cái giải pháp của mình là layer 3 luôn. Và cái giải pháp này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì Stacknet thì Stacknet họ build cái chain nó hơi lâu và nó vẫn chưa triển khai mainnet hoàn chỉnh, nên là kể cả layer 2 nó cũng chưa hoàn chỉnh, cho nên là layer 3 thì chắc họ để lại. Rồi Optimism thì họ có một cái framework, một cái bộ công cụ là OptiStack. Arbitrum thì họ có một cái bộ công cụ là Orbit, đó, để hỗ trợ các cái dự án nếu như mà muốn xây dựng cái giải pháp phụ trợ thì có thể sử dụng những công cụ này. Thì đây là những cái tên mà bọn mình liệt kê ra để theo dõi thời gian tới, và nó cũng là một cái cách
để bọn mình gọi là chậm lại trong cái thời điểm này á. Tức là về cơ bản là những cái dự án layer 3 này thì đâu có phải là ai cũng có token đâu, đúng không? Thì chúng ta sẽ bớt được cái gọi là cái bồn chồn khi mà muốn mua hoặc là muốn bấm cái nút mua cái đồng token đó chẳng hạn, thì đây cũng là một cái bước để chúng ta chậm lại, chúng ta theo dõi. Thực ra là Nguyên đã trả lời cái câu hỏi mà mình tính hỏi rồi, là từ góc nhìn của một resell. Ok, lúc nào mình cũng sợ vậy thôi. Khi mà có những cái từ khóa mới á, thì action của resell sẽ là làm được cái gì? Nếu như không phải là mua token. À, động lực là mua token. Ừ, nếu như không phải mua token. thì đó, thì cái này mình có chia sẻ thôi, là chúng ta theo dõi cái sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của các dự án. Chúng ta thấy là ok, các dự án này họ nói nhiều về cái layer 3 chẳng hạn, thì có thể đây sẽ là một cái xu hướng gì đó mà mọi người sẽ dịch chuyển và dồn tài nguyên lên xây dựng theo cái hướng đó. Thì chúng ta theo dõi thôi. Và nếu như mà có cái dự án đó họ làm tốt được cái vấn đề đó, thì chúng ta ok, tới cái bước tiếp theo là cân nhắc là có nên bỏ vốn của mình vào cái dự án đó hay không. Còn như mình có chia sẻ hồi nãy, phần đông khi mà nghe đến một cái từ khóa hoặc là nghe một cái trend nào đó thì mọi người sẽ có xu hướng là có thể bấm cái nút buy ngay lập tức hay không. Đó, thì cái đó nó cũng hơi vội vàng. Và rất là may khi mà hầu hết các cái dự án layer 3 này, tạm gọi là layer 3, trend layer 3 đi, thì nó chưa có token gì cả, thì chúng ta có thể bình thản và theo dõi thôi. Và thực ra là tất cả những gì bọn mình nói nãy giờ thì cũng chỉ mong là aware với các bạn là có một cái thứ như thế này, có một cái trend như thế này, và cái công nghệ như thế này đang tồn tại trong thị trường. Và thật ra là chúng ta vẫn phải dành nhiều thời gian để theo dõi nó nữa. Lại quay trở lại câu chuyện là bọn mình nói về layer 2. Thực ra lúc đấy không biết là vô tình hay cố ý mà cái topic về layer 2 đấy nó nằm ở tập 22 của DeFi Discussion luôn. Thì đó, tít đến tận bây giờ, cách đây khoảng độ vài tháng thôi, thì cái làn sóng layer 2 nó mới thực sự nó trở thành một cái gì đó có tác động đến thị trường. Thì các bạn có thể biết đâu có thể là khoảng vài chục tuần nữa thì chúng ta mới thấy được một cái sự gọi là một sự biến chuyển rõ rệt ở layer 3. Nhưng mà thực ra là nó có những cái visionary, những con người gọi là vạch ra những đường phát triển của thị trường, mà người ta đã nói về nó rồi, thì it must be something, đúng không? Mình nên theo dõi. Rồi thì hồi nãy Phong có đề cập đến cái vấn đề là layer 2 nó cần một khoảng thời gian rất là lâu để nó có thể làm một cái gì đó ở trong thị trường. Vậy thì với cái layer 3 này á, thì chúng ta cũng nên xem nó là một cái gợi mở thôi. Tại vì tức là một vài cái từ khóa để theo dõi trong thời gian tới thôi, chứ để mà thực sự layer 3 nó trở thành một cái thứ gì đó gây tác động mạnh á, thì cũng cần phải thời gian rất là lâu để các dự án họ có thể có thời gian mà để họ dồn tài nguyên vào, để họ bắt đầu xây dựng lên những thứ như thế này. Và thật ra thì bọn mình nghĩ là như vậy cũng đã là khá đủ thông tin để mà mọi người có thể do research thêm. Ví dụ như là những cái dự án mà Nguyên có đề cập rồi, bọn mình chắc cũng không phải giới hạn gì đâu, tại vì chắc chắn là những cái dự án này không có token, cho nên là các bạn muốn mua không mua được. Chỉ là nhảy vào thử và đọc xem coi là họ làm những cái gì và cái vấn đề họ xử lý nó có thật sự là valid không. Và từ đó thì mình sẽ có những cái kiến thức và những cái input về thông tin để mình có thể có những cái lên những cái chiến lược cho mình trong cái thị trường này. Chắc là mình sẽ để Nguyên nói lời kết cho cái podcast ngày hôm nay ha. Ok, thì hy vọng là cái tập tuần này nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó cũng mặc dù nó rất là technical, nhưng mà cái cách bọn mình tiếp cận thì nó cũng chỉ là gọi là đề cập một vài cái từ khóa, một vài cái gạch đầu dòng, nó nhẹ nhàng, một vài cái câu chuyện gọi là tán phét với nhau thôi, để chúng ta có một cái kỳ nghỉ lễ nó nhẹ nhàng, nhưng mà cũng gọi là không bỏ bê theo dõi thị trường. Thì hy vọng là cái tập podcast tuần này nó đã mang lại những cái gợi mở thú vị cho anh em ha. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Ok, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo. See ya.